USB Bluetooth cho máy tính. Đầu tiên bật loa Bluetooth lên. Ở chế độ Bluetooth thì cái đèn nó sẽ chớp chớp, sau khi kết nối thì cái đèn nó sẽ đứng im, không có chớp nữa. Hai là cắm USB vào trong máy tính. Khi nó dò tìm thì nó sẽ chớp nhanh, kết nối xong thì nó sẽ chớp chậm. À, đây nó sẽ chớp chậm, với lại ở trên loa này nó đã không còn chớp nữa, nó đứng im rồi. Mình rút ra một lần nữa, tắt loa, mở lại. Chuyển loa về chế độ Bluetooth, cắm USB vô. Rồi, đã kết nối. Kết nối thì cái đèn nó sẽ chớp chậm, cái loa nó sẽ không có còn chớp nữa. Rồi, mình bật nhạc. Ơi, mình thử lại lần nữa nha. Bật loa lên. Chuyển loa về chế độ Bluetooth. Đây là USB. Cắm USB vô. Khi nào kết nối xong nó sẽ chớp chậm lại. Đời nguy khó vây quanh, nào ai biết chắc mai này sẽ là phù du. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thang.